Ok, chúng ta cùng đến với trận đơn giữa Đồng Nai và Hà Nội ở nội dung cầu lông đồng đội giải đấu đồng đội toàn quốc. Trận đấu giữa Phạm Hồng Nam của Hà Nội và tay vợt Kim Thuận của Đồng Nai. Vâng, để xem rằng một tay vợt chuyên đôi như Phạm Hồng Nam sẽ đánh đơn như nào nha mọi người. Di chuyển rất nhanh. Hay thế nhỉ. 13-17, tay vợt đến từ Hải Phòng. Với sức trẻ của mình, anh vẫn còn thể lực tốt hơn đối thủ. Anh đang tăng tốc, anh đang đẩy tốc độ trận đấu nhanh lên. Đó là một chiến thuật rất hay. Đây là set đấu thứ 3 nha mọi người. Điểm số rút ngắn 13-17 cho Hải Phòng. Một pha trích son lỗi của tay vợt Định đến từ Hải Phòng. Điểm 18-13 cho Bộ Công an. Đó là một pha rõ ràng Trần Quang Định đang định trích son lừa cầu, tuy nhiên đó là một pha cầu lỗi. 18-13. Rất hay, không kịp di chuyển tấn công. Đây là 14-18. Tay vợt Thịnh đang cố gắng nghỉ để hồi sức, từ từ nghỉ để hồi sức để có thể kết thúc trận đấu. Cầu rất xa, có vẻ chân hơi trơn. Tay vợt đến từ Hải Phòng mất chân. Điểm 19-14. Lập cầu tốt. 15-20. Hôm qua hình như thay thảm nhưng mà vẫn thay thảm cũ mọi người ạ. Anh có không? Vẫn thay thảm cũ. Trận đấu thứ 3. Ok, chiến thắng trận đấu thứ 3 cho Bộ Công an. Vậy là Quốc Học chuẩn bị vào sân. Trước khi Quốc Học vào sân, Hùng rất mong là mọi người cùng chia sẻ live stream này được không ạ? Quốc Học vào sân đây rồi. Hello anh Hiếu Vung Óc ơi. Anh bình luận thế là hơi bị ấy rồi, hơi bị phiến diện rồi. Thực sự đến xem đấu thứ 3 tay vợt đó đã quá mệt rồi. Cường em với tình trạng mình yếu, mình thể lực không tốt thì làm sao mà mình có thể em Việt Anh tiến luôn. Quốc Học vào sân. Chúng ta đang nhìn thấy vợt Quốc Học, tay vợt áo xanh đang cất đồ và anh đang cầm trên tay một chai nước. Sân số 2, trận đơn thứ 2, Minh Phúc đại diện đội Hải Phòng, Quốc Học đại diện đội Công an Nhân dân. Điều hành trận đấu trong ngày chính. Ok, Quốc Học gặp Minh Phúc. Tại giải đấu cúp báo tuổi trẻ thủ đô năm 2018 thì ở trận bán kết giữa Tiến Tuấn và Minh Phúc. Đó là một trận đấu rất ngang tài ngang sức. Tuy nhiên thì Minh Phúc do bị Tiến Tuấn loại nên là không thể gặp Quốc Học trong trận chung kết.
Và bây giờ thì chúng ta sẽ được xem hai vận động viên này thi đấu với nhau. Tay vợt trẻ đến từ Hải Phòng, tay vợt trông rất thư sinh, có lối đánh rất nhiều người hâm mộ thích. Quốc Học cũng vậy, cũng có rất nhiều người hâm mộ. Tay vợt Minh Phúc hình như là sinh năm 2000, Quốc Học sinh năm 99. Quốc Học cố lên. Bên kia đánh này. Đánh vâng. Nhìn các lông thủ Việt Nam đánh nhìn phi thể thao quá, lại ông nào vào phán xét nhiều quá mọi người ạ. Xem thì xem, phán xét vận động viên ít thôi. Ly hơi to là sao anh Phạm Văn Huế, anh Văn Huế ơi, có thể nói rõ hơn được không ạ? Ok, sắp ra trận đấu đơn nam giữa người truyền cảm hứng Quốc Học và tay vợt trẻ Minh Phúc của Hải Phòng. Mọi người giúp Hùng chia sẻ live stream này để có nhiều người cổ vũ Quốc Học và cổ vũ Hùng hơn được không? Ok, Lê Xuân Hiệu, rất nhiều người tin là Quốc Học sẽ thắng trận đấu này mà Hùng cũng tin là như thế. Có. Hello anh Kiên Trung Trần, đây là sân nhà thi đấu tỉnh Thái Nguyên nha anh ơi. Anh em ở Thái Nguyên hoặc ở các tỉnh lân cận có thể di chuyển lên đây để theo dõi giải cầu lông đồng đội toàn quốc đang diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Thái Nguyên. Từ ngày hôm nay đến ngày 17 tháng 5 năm 2019, nơi quy tụ tất cả những tay vợt mạnh nhất của cầu lông Việt Nam. Không thiếu một bóng dáng của ai cả. Nhắn tin Thanh Duy. Quốc Học đánh cho Bộ Công an, Quốc Học nộp đơn xin vào Bộ Công an, dĩ nhiên phải có thực lực thì mới xin được. Rất đáng tiếc, không sao cả. Pha phạt cầu lỗi đầu tiên Quốc Học. Không ăn điểm số đâu. Điểm 1-0 cho Minh Phúc. Còn ngoài sân, 2-0 cho Minh Phúc. Ok, Lê Quân đi làm 1-2 cốc thôi nhá. Uống nhiều không bình luận được. Cú cầu rất tốt từ Quốc Học. Tiếp tục là cơ hội tấn công cho Minh Phúc. Cầu ngoài sân, 3-0 cho Minh Phúc, Hải Phòng. Có vẻ chân Quốc Học chưa được bon cho lắm. Ngoài sân, 4-0 cho Minh Phúc. Lại thủ cầu lỗi từ Quốc Học điểm 5-0. Thank you.
Vâng, tay vợt Minh Phúc tốc độ di chuyển rất nhanh. Cái cầu sát từ Quốc Học có tấn công được không? Tấn công tốt từ Quốc Học, điểm số đầu tiên cho Quốc Học 1-5, cố lên. Chỉ cần Quốc Học vào tay thôi. Thì nãy giờ Quốc Học chỉ có phong về đánh cầu an toàn, nhưng mà vẫn ra ngoài sân khá nhiều, chưa có đường cầu nào đặc sắc cả. Ok, điểm đang 5-1 cho tay vợt Minh Phúc đến từ Hải Phòng nha mọi người. Ok, chấp đông quả trước giờ mới đánh này. Minh Phúc tay vợt trẻ rất tài năng của Hải Phòng, đánh ngang với Tiến Tuấn Hà Nội. Phản cầu rất nhanh từ tay vợt Minh Phúc. Điểm 6-1 cho Minh Phúc, một pha phòng thủ xuất sắc. Quốc Học cần tập trung hơn. Cầu ngoài sân, đổi điểm 2-6 cho Quốc Học. Cố lên. Em chào anh Bùi Bằng Đức nhá. Anh Bùi Bằng Đức chính là người thành lập ra thương hiệu cầu lông Bubadu. Và cũng chính là huấn luyện viên của đội tuyển cầu lông Hà Nội. Cầu lông Hà Nội huấn luyện các vận động viên như Tiến Tuấn, Minh Phúc. Cầu ngoài sân, tiếp tục một điểm số cho Quốc Học 3-7. Cầu tốt từ Quốc Học. Mấy người rất cố gắng. Cầu ngoài sân, vào vẫn trong sân. Cầu rất chính xác. Điểm 8-3 cho Minh Phúc. Ok, đánh đồng đội nữ thì vẫn có đôi nữ nha mọi người. Đôi nữ vẫn đánh bình thường. Nhớ là mọi người nên chú ý, đây chỉ là dạy đồng đội, không phải dạy cá nhân nha. Đồng đội có nghĩa là sẽ đánh 5 trận và thắng 3. Thắng 3 thì sẽ ăn. Vòng vòng này thì vẫn đánh cả 5 trận để tính điểm với hiệu số. Chém cầu rất hay thì Quốc Học khiến Minh Phúc mất chân. Điểm số rút ngắn 4-8 với Quốc Học, chỉ cần Quốc Học bon một chút thôi vào tay thôi là những pha cầu nó khác hẳn. 4-8. Nhưng cũng vẫn có tập nhiều đấy, tập. Rồi không qua lưới, điểm 5-9 cho Quốc Học. Đúng rồi, Nguyễn Đắc Hưng ơi, Nguyễn Đắc Hưng ơi, Quốc Học đánh cho Công an Nhân dân nha. Chào anh Khánh Tùng nha, xin chào Hoàng Đào. Sân số 4, trận đôi thứ nhất, Vũ Thị Trinh, Bích Phương, đại diện đội Hà Nội. Thanh Thủy, Kim Ngân rất tốt, tập viên của Quốc Học. Vâng, điểm rút ngắn 6-9 của Quốc Học, cố lên em ơi. Nữ Thái Bình sân bên kia tỷ số đang là 8-6 nghiêng về Thành phố Hồ Chí Minh. Còn kết quả chung cuộc thì em, vâng, Quốc Học có vẻ hơi hiền. Đó là một pha cầu rất bình tĩnh. Bắt đầu Quốc Học chuyển sang điều đối thủ rồi. Rất tiếc cái pha phong cầu lao ra ngoài sân của Quốc Học. Chưa sao mà có 4 điểm nữa mà. Điểm 16 cho Minh Phúc. Ok, đúng rồi, Nguyễn Trường Giang Quốc Học đang đánh đây. Tiếp gần màn hình của chúng ta. Cầu ngoài sân. Đội điểm 70 cho Quốc Học. Tay, củ tay. Củ tay nó chỉ cần như này là dưới chân rồi. Cơ hội tấn công cho Minh Phúc, cầu non rồi, Quốc Học không thủ được. Một pha kỳ cầu rất xa lưới. Nửa set đấu thứ nhất trôi qua, điểm 11-7 nghiêng về phía Minh Phúc.
Tỷ số trận Hồng Nam đang dẫn trước bao nhiêu đó? Mấy ạ? 5-8. Hồng Nam đang dẫn trước 8-5 nha mọi người. Trận đấu của Hồng Nam thì Hùng đã quay lại rồi, sẽ up YouTube cho mọi người yên tâm. 11-7, Minh Phúc phát cầu. Một pha cầu hơi non mà không đạt độ cao của Quốc Học. Minh Phúc di chuyển rất nhanh và dứt điểm. Điểm 12-7, khoảng cách 5 điểm rồi. Trận đấu thứ nhất. Cầu ngoài sân một xíu. Rất may mắn cho Quốc Học trong tình huống vừa rồi. Điểm 82. Tiếp tục một pha cầu ngoài, điểm rút ngắn 92 cho Quốc Học. Cơ hội tăng tốc bây giờ em ơi. Cơ hội tăng tốc bây giờ. Phúc kề cầu rất săn lưới. Rất hay được Quốc Học, điểm rút ngắn 10-12. Rất tự tin. 399 anh em đang theo dõi live stream. Hùng hiểu Hùng chia sẻ live stream này lên chợ Cầu Long được không ạ? Mỗi người chỉ cần một cái thôi ạ. Để ủng hộ Quốc Học, ủng hộ Hùng nào. Điểm 10-12. Các chỉ còn là 2 điểm thôi. Vẫn thủ cầu được, rất xuất sắc cho Quốc Học. Rất tiếc. Rất hay từ Quốc Học. Cầu ngoài sân rất đáng tiếc. 14-10. Bình tĩnh em ơi. Tiếp tục chiến thắng một tay vợt chuyên nghiệp xem nào. Ok, chị Trang Quỳnh đội bộ công an, tí em quay cho chị xem. Tay vợt Minh Phúc rất lì. Chân có vẻ hơi trơn, phanh gấp thì sẽ trượt. Điểm 15-10 cho Minh Phúc. Ok, xin chào Nguyễn Tùng nhá, xin chào tất cả mọi người. Đâu tất cả những người bạn của Hùng đã rồi, giúp Hùng chia sẻ live stream vậy ạ. Anh em cổ vũ cho Quốc Học đi nào. Cổ vũ cho người truyền cảm hứng nào. Điểm 15-10 cho Minh Phúc Hải Phòng. Rồi bắt đầu thấy những pha kéo lưới của Quốc Học rồi. Một khi Quốc Học đã kéo lưới thì có nghĩa là đang tự tin hơn. Thực ra đây không phải sân Lai Linh đâu. Người ta dán cái đấy Lai Linh ở đây. Chứ thảm này chẳng phải của Lai Linh đâu. Và rõ ràng tay vợt Minh Phúc trong trận đấu này có rất nhiều các tình huống kê cầu sát lưới và lật lưới. Kê cầu rất tốt. 16-11 cho Minh Phúc. Minh Phúc Hải Phòng đánh cầu rất chắc chắn. Quá tốt. 17-11 cho Minh Phúc Hải Phòng. Ngôi thảm khá cũ rồi, ban tổ chức vẫn chưa thay thảm mới. Không sao các ơi, cố xếp sao. Cứ tập trung xếp này đi ra.
điểm cùng với anh bốn quả cuối hoàn vào lưới. Học chém cầu rất hay. Điểm số 12-17. Cú học vẫn đang rất tập trung và quyết tâm, chưa có gì xảy ra cả. Một pha chém cầu hơi cao của Quốc Học. Quốc Học đang đánh thầy Nguyễn Khánh Toàn ơi. Quốc Học đang đánh thầy. Một pha cầu lỗi Quốc Học, xe này hỏng hơi nhiều rồi. 19-12 cho Minh Phúc. Cầu rất nâu hứng được Quốc Học, rất hay. 13-19. Đúng rồi, Nguyễn Tùng ạ, giải hơi chất lượng sân hơi kém và cây lau sàn cũng không được. Còn ngoài sân 20-13, cơ hội kết thúc trận đấu được với Minh Phúc. Còn quả cuối cứ cố gắng điều chỉnh lại Học ơi. Đánh từ từ điều chỉnh lại. Trận đấu thứ nhất kết thúc 21-14 cho tay vợt trẻ đến từ Hải Phòng. Một trận đấu hết sức ấn tượng của tay vợt Hải Phòng. Di chuyển rất nhanh và đánh cầu rất khéo léo. Rất lì lợm, cứu cầu rất tốt. Ngược lại thì Quốc Học có rất nhiều các tình huống cầu lỗi và cầu ra ngoài sân rất đáng tiếc. Chúng ta hãy cổ vũ cho Quốc Học trong set đấu thứ hai này nhá. Thực sự Minh Phúc và tuyệt. Minh Phúc cũng tập trong đội tuyển cầu lông quốc gia luôn nha mọi người. Tuy đánh cho Hải Phòng nhưng tập đội tuyển cầu lông quốc gia. Quốc Học thì đa phần là tự tập hết. Đó là lợi thế cho các tay vợt trẻ trong đội tuyển cầu lông. Để xem Quốc Học sẽ điều chỉnh trận đấu này như thế nào. Ok, mọi người vẫn đang rất tin tưởng vào Quốc Học. Nhiều người comment rằng Học sẽ thắng 2 set sau. Ok, khán giả ngồi phía bên này nha mọi người. Phía bên kia khán đài xa nên không có ai sang đấy cả. Trừ khi là sân có hết bên các vị trí phía bên này mới sang bên đó thôi. Ok, rất nhiều vận động viên đang cổ vũ cho Hải Phòng. Còn Hùng thì sẽ cổ vũ cho Quốc Học. Ai cổ vũ cho Minh Phúc Hải Phòng comment 2. Ai cổ vũ cho Quốc Học comment 1. Trận đấu thứ hai bắt đầu. Cầu ngoài sân, điểm số đầu tiên cho Quốc Học. Vâng, nói về bước di chuyển thì có vẻ tốc độ di chuyển của Minh Phúc còn nhanh hơn Quốc Học khá nhiều. Điểm 1-0. Chém cầu rất hay thì Quốc Học vẫn với được. Có vẻ hay hơn rồi đây. Phong cầu lao đó là một pha phong cầu ngoài nếu không theo Hùng quan sát. Điểm 1-1. Ok, rất nhiều người cổ vũ cho Minh Phúc Hải Phòng. Có ai cổ vũ cho Quốc Học comment 1 nhá. Giờ fan của Hải Phòng khá nhiều, chứng tỏ người xem live stream Hùng người Hải Phòng rất nhiều. Em cảm ơn chị Mixty nha.
Điểm 2-1 cho Minh Phúc. Trọng tài lật điểm sai. Ok anh Thuốc Hào, này thì Quốc Học 2. Cầu ngoài sân, điểm 2 đều. Trong sân, 3-1. Quá tốt, tay vợt thể lực rất tốt, đi di chuyển rất nhanh. Điểm 4-1 cho Hải Phòng, di chuyển quá nhanh.